Rồi, chào anh em nha. Thì ở đây hiện tại mình đang có chiếc Vario nè anh em. Và chuẩn bị mình đang gớt máy nữa. Thì cái ô tô xe này hiện tại đang là 11.000 cây nha. 11.000 cây, 800 cây rồi. Thì lý do tại sao gớt máy thì mình sẽ kể chi tiết cho anh em nghe. Cái chiếc xe này của em trai. Em đến từ Vĩnh Long nha. Em trai đang chạy từ Vĩnh Long mang lên cho mình. Để nhờ mình kiểm tra lại cái con xe. Thì đây, đó, anh em thấy có gì lạ chưa? Đây là tất cả những cái đồ cũ mà em trai đó đã mang theo, mang lên cho mình để nhờ mình kiểm tra lại chiếc xe. Là cái xe này em nói cho nó là khi lúc mà mới mua về chạy tầm khoảng 2.000 cây gì đó là đã nghe máy nó kêu rồi. Thì khi mang ra chỗ mua xe đi kiểm tra thì người ta nói rằng này là do nhựa kêu thôi, do gung nhựa này nọ, nó ghè nhựa thôi chứ không phải là bị kêu máy. Nhưng mà em trai nó về chạy thì càng nhảy nó càng kêu lớn, thì mang cái tiệm đi sửa thì người ta đã gớt ra thì nó bị lúp, nó bị lúp bê tông đây em mẹ, nó lúp vậy nè. Đó thì em trai nó bắt đầu là đã thay được hai cái lồng. Được hai cái lồng. Đó, được, nè, nè cái lồng đây, đây cái lồng, cái lồng theo xe nè. Đó, được thay tháo ra. Thì em coi nha, để nha, cái dấu lúp này nè, đó. À nó cái dấu lúp này là của cái trái mà đang đi nhiều nha, đây, là của cái trái này. Thì khi lúp như vậy nè thì thay lồng xong thì em trai nó chạy hai cái lồng mới vô chạy tầm khoảng cỡ 2.000 cây thì bắt đầu là bê tông nó bị lúp tiếp. Đây là cái trái mà theo cái lồng mới mua sau này là nó bị lấp tiếp nha anh em, lấp chi kêu. Và sau đó đã được gớt xuống lại, gớt xuống và để cái trái bê tông trong xe là cái lồng đó là đã được sấy lại, sấy hai trái. Sau đó thì xe này có được làm tay dên nè, thay tay dên nè, thay cả ắc, thay cả ghế rồi thay hết, thay cả bơm nước và cả một cái bơm nhớt luôn. Cái đồ này thì em trai mua cho người ta gáp nha. Đó, thay một cái bơm nhớt vô. Thì xe này hiện tại là em trai nói á, sau khi thay xong rồi thì em chạy này cũng 2-3.000 cây rồi, nhưng mà giờ là đi gần không sao, nhưng mà đi xa là nó bị hụt nhớt. Đó anh em nghe, đi xa là hụt nhớt. Thì khi hụt nhớt đó em trai nói giờ là em xả ra em thay nhớt, em chăm lại để em canh, thì chạy xa đi về 100-200 cây gì đó là nó hụt. Mà đi đường gần thì không bị, nhưng mà đi xa là bị. Cho nên em trai nó mới mang cái xe lên cho mình. Đó, mang lên thì bỏ ra đây mình để mình mà tháo ra để mình kiểm tra. Thì kiểm tra thì mình thấy theo dựa vào những cái kinh nghiệm á, thì nhìn thấy hai cái tông mà nó đều lúp mặt trên như thế này rất là nặng, mặt dưới thì là hàng ít hàng bị nhiều. Thì mình đoán luôn nha anh em, cái xe này là nó đang bị thiếu nhớt lên lồng. Cái lồng thì nó nằm vậy nha anh em, nó nằm vậy nè, thì nó lúp mặt trên nhiều chứ ít. Thì nhớt mình lên trên đầu á, thì nhớ dùng bơm nhớt bơm mạnh đi, nó bơm lên đầu thì nó đi theo cái đường bơm nhớt anh em, nó lên trên đầu thì nó bắn nuôi gam cò tốt ok. Nhưng mà bị lúp cái tông bạc như thế này thì cái phần nhớt á, đạt từ trong vô cái lồng này nè, từ đường dây đạt lên á, thì nó sẽ bị thiếu, bị yếu anh em, bị yếu lên là đi lâu là nó sẽ bị lúp. Và sau khi người ta đã thay ra dây lại rồi, người ta làm dây lại rồi, thì hiện tại bây giờ xe nó đang bị hụt nhớt, thì mình đang gã ra để mình kiểm tra xem là cái xe này nó đang bị hở bạc hay là đang bị vấn đề gì đó mà nó gây ra là đi xa trên 100 cây hay gần 200 cây là nó sẽ bị hụt nhớt. Tại vì em trai nó em hay đi về quê đi xa đồ đó, nếu mà em đi xa nữa là nó sẽ nguy hiểm quá, nên là thôi giờ sẵn mang của mình để mình gớt, mình kiểm tra. Thì mình đang gớt máy và anh em cùng xem với mình là xem cái xe này nó bị là do đâu nha. Rồi cái chiếc Vario này mình gớt xuống rồi anh em. Thì đây là nhìn cái đầu, những cái mặt chảo đầu này dưới này là anh em biết là nó đã đốt nhớt nhiều rồi nè, nó có hiện tượng đốt nhớt rồi nè. Đây nó đóng nhớt, nó đóng cả bogie luôn nè anh em, chưa đó là nhờ cái này đúng là chủ xe nói là nó có hụt nhớt, thì mình xác định đúng rồi đó, mở ra là nó đốt nhớt rất là nhiều luôn nha. Mặc dù là trên cái bê tông anh em thì nó không đóng, nó nhiều quá đó, nhưng mà nó đóng trên nó rất là nhiều. Cái giọng mình nó hay bị cảm, xin anh em thông cảm nha. Bê tông hiện tại á thì á chưa có dấu hiệu gọi là bị lấp giống như cũ, nhưng mà ngược lại nó có một điều bất hợp lý như thế này anh em. Cái lồng á thì đây em nhìn thấy một lần chỉ dài không, đây nè, đây, ở cái đây nè, có một lần chỉ dài luôn, sâu luôn anh em, đó nguyên một lần dài luôn. Là cái nguyên nhân này á là mình đoán được nên là nó từ đâu rồi anh em. Mình nghĩ cái này là nó có sai sót từ đây nè. Đây là cái bộ bạc của xe nè. Nhưng mà nó lạ lắm. Đây là cái lá bạc đen nha, cho anh em coi nhé.
Thì anh em thấy không, thì cái lá bạc này nó thì nó vẫn có một cái độ hở nhẹ nha, cái độ hở nhẹ là nghĩa là độ hở gọi là mình nói là độ hở nó còn đúng với cái quy trình là nó hở một lưỡi vô lam nha. Đó đó, nó có độ hở nha. Rồi mình bỏ lá bạc này ra, mình sẽ đưa cho anh em coi cái lá bạc màu trắng nè, lá bạc ở trên đầu á. Rồi anh em thấy ở đây có một điều bất thường nè, là cái lá bạc này á là nó khích gịch luôn em, nó không có độ hở luôn, mặc dù chủ xe chạy đã chạy 2.000 cây rồi, và khi đưa qua như nè là nó dướng lại nhau luôn á nè. Anh em nhìn kỹ nha, nó không hề có kẽ hở luôn nha. Đây 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 nè, đó đây không hề có một kẽ hở luôn, mặc dù lúc giờ chạy là đã 2.000 cây rồi. Cho nên á, lúc mà mình gắn vô vậy nè, mình nghe cảm giác nó dướng luôn, mình kéo qua nó muốn dướng luôn á, như vậy nè. Đó nè. Đó. Nên này cái lúc mà người ta lắp bạc vào, anh em người ta không kiểm tra cái độ hở của lá bạc, anh em mình nghĩ các bạn này là nó bị lỗi. Và chính lý do đó, lúc mà chạy 2.000 cây rồi thì nó có thể là nó sẽ hơi mòn nhẹ thì nó sẽ ra vậy, nhưng nếu mà lúc mới lắp vào có thể là nó sẽ hơi bót luôn xíu, anh em nó bót thì nó sinh ra là cái lằn sọc ở trên cái lòng. Đó anh em thấy không, là ngay cái lằn sọc của cái lòng luôn nè. Nếu mà cái bạc nó áp vô là nó gây ra sọc lòng, nó sọc thì nó sẽ lên rất ít, càng bởi vì nóng máy là nó đi xa nóng máy nhiều á thì nó sẽ là lên nhớt để nó hụt nhớt, còn đi gần á thì máy nó không có nóng hung á, nên là cái độ loãng nhớt ít, nên là độ đốt ít. Đó, cái lá bạc này là nó bị lỗi nè, thấy không, nó không hề có một cái đầu hở, nó là không có luôn á nè. Đó, nó quá khích. Khi mà chạy 2.000 cây rồi mà hai lá bạc nó không giống nhau, anh em để nha nè. Bởi vì khi anh em mua bạc vậy đó, anh em lúc trước khi vô lộn anh em phải đo lại. Đây. Thấy không nè, mình đi qua cảm giác như là nó nè, không nè. Cái lá bạc đi qua cái nó muốn dưới cái gờ lại nè, nó muốn dưới cái gờ lại nằm ở ngay đây. Đó. Nên á, bây giờ á là nó bị xước cái lòng lại rồi. Nên cái này á là mình phải sấy cái lòng lại anh em, chứ tại vì cái lòng này nó bị sọc. Đây. Đây nghe kỹ rồi nha, cái lần này sọc là sọc nặng nha. Cái lần sọc này là sọc sâu nha. Đó, cái lần rảnh này nè. Đó. Đây. Nó sọc sâu một lần sâu, cái rất là sâu luôn. Còn á phần dưới này á thì nó không có anh em, những cái vết mờ thôi. Nhưng mà chỉ có cái lòng này nè là nó sọc sâu, nó gây ra là nó đốt nhớt, nó lên nhớt được, nó nóng nó lên nhớt được. Đó, nhìn kỹ giúp mình nha, cái lần này nè, nguyên một cái lần rất là sâu luôn. Nên là xe này á, là mình sẽ bắt buộc mình phải xây trái lại nha anh em, xây trái sẽ bắp lại. Còn anh chị anh em hỏi ở tổ tới đây rồi gã cái dên tới ra chi, dên tới mới làm mà. Đó, không dên này em trai em cũng thay cái tay dên để chơi nè. Đây, thấy chưa? Đó, mình nói với anh em gì mà đạn dên tới hai hết trơn rồi, nhưng mà cái xe đã mang tới đây là mình phải kiểm tra từ trong tới ngoài hết để đảm bảo khi gắp cục máy lại á nó phải là chu toàn ở chỗ mình. Chứ nếu bây giờ mình không gã cái dên này ra mà mình chỉ làm cái lồng không, rồi xe này chạy tầm chừng một vài ngàn cây nữa mà nó bị lúp ở trên đây nữa, thì không lẽ mình đi đỡ lấy chỗ xe nó, mình lấy mình đi điện cho xe nó là gì, mình đỡ thừa cho cái người thợ trước làm cái dên chưa chuẩn hả? Tại vì á nhớt nó nuôi lên lồng á là nó sẽ nuôi từ ở đường này nè anh em, nó qua ắc dên, nó vô đây nó nuôi dên xong rồi nó sẽ từ đây nè anh em, phải thấy ở đây có hai kẻ không đó, từ đây nè nó sẽ đánh nhớt lên trên cái phần lồng này để nó nuôi trong cái bạc bê tông. Còn nếu như mà nó lên yếu nhớt á thì nó sẽ gây lúp cái mặt trên. Cái xe này á là chủ xe nói đi là lúc đầu xe mới mua về là bị lúp rồi, lúp ở trên xong á là chủ xe chỉ có đi ra thay cái lồng mới thôi, thì gấp vô chạy thêm 2.000 cây nữa là nó bị lúp nữa, lúp y cũ nữa, cho nên nó lúp mặt trên là nó bị thiếu nhớt. Còn nghĩ là cái bơm nhớt cũ nó có vấn đề, hoặc là cái máng nhớt này tay dên thì nó có vấn đề, thì người ta đã thay đợt sau là thay tay dên nè, thay ắc rồi thay mặt đạn dên luôn trơn, thay bơm nhớt luôn. Thì khúc này là hiện tại thì đúng là nó đang không có bị gọi là chưa có bị lúp, cho nên á bây giờ thì mình vẫn tháo ra để mình mang cho bên thợ cho tiện cho mình để cơ khí mình để họ kiểm tra lại cái phần từ máng nhớt từ bên trong đây, hoặc là để họ kiểm tra những cái lỗ nhớt này để đảm bảo rằng nó sẽ thông thoáng, nó bơm nhớt đủ lên đây để mình gắp cho nó an toàn. Đó,
rồi nói chung là cố gắng giúp cho chú xe này thôi. Những ban này là ban người ta bị lại rồi cho nên người ta rất là nhát, người ta đã bị hai lần rồi cho nên là người ta muốn là kiểm tra để người ta đi xa, đi về quê đi chơi xa đồ cho nó an toàn đó. Rồi ok, giờ thì xe này mình sẽ đi xử lý lại cho chú xe là sấy lồng nè, rồi làm kiểm tra cái dên, đừng nhớt của cái dên lại đó. Rồi ok anh em, rồi trên cái tay dên đó anh em thì nó sẽ có một cái đường để mà khi mà nhớt nó bơm vào trong cái lỗ này thì nó sẽ ra quanh cát anh em, cát nó có cái lỗ nè để nó nuôi nhớt ở trong cái mặt đạn, cái bạn ghế của cái tay dên. Thì bên hở hai bên hông của tay dên này nó sẽ có hai cái kẽ nè anh em, đây đang kẽ nè, còn đây cái kẽ nè, để nó sẽ đánh nhớt đưa lên trên cái ắc bê tông này nè anh em, thì để nó nuôi ắc bê tông này đưa nhớt lên trên cái lồng á thì nó sẽ đánh lên. Còn đây là cái tay này đó, thì thợ cơ khí bên mình đó thì họ sẽ xử lý thêm bằng cách là họ sẽ gọc một cái đường ngay giữa anh em, chẻ một cái đường nhỏ ngay đó nữa, bên đây một cái nè, đó là hai bên để họ tăng khi mà nó quay anh em, khi cái quán tính nó quăng á thì nhớt nó nằm ở trong đây, nó sẽ theo cái thằng kẻ này nó sẽ quăng nhiều hơn được một chút nữa đi lên trên cái bê tông để giúp là nó có được nhiều nhớt hơn, nó bôi trơn được tốt hơn. Trong đó là cách mà mình xử lý mặc định thì có thể là cái xe này hiện tại là cũng là bơm nhất là cũng đã ổn rồi đó, nó ổn nên là cái phần mà bê tông nó mới không có bị lấp lại, nhưng do là sấy trái á, trong quá trình sấy trái với quá trình mà thay bạc á thì cái bộ bạc đó nó có vấn đề nên là nó gây ra là vẫn bị hao nhớt lại nha anh em. Nên là mình xử lý lại cái trái đó, chủ xe đang sấy là trái SH chứ không phải là trái Vario, nên là mình sẽ sấy lại cái cốt 1 đó. Xin lỗi anh em, cái trái đang cốt 1 mình sấy lại thành cốt 2 đó. Còn tay dên thì mình sẽ chỉ xử lý lại thôi, và đạn của chú xe đồ người ta mới thay hết thì mình vẫn giữ nguyên đó. Giờ thì để mình lấy bê tông bạc mình gắp máy vô xong hết rồi nữa là nổ máy gura rồi ổn định hết thì giao xe cho chú xe thôi. Đây đó, mình mới lấy cái lồng mới với bê tông bạc mới rồi gắp cho chú xe. Đây là cái lồng, đây là bộ bạc K59, là trái bê tông, bê tông đó là K36 anh em. Thì bê tông, trái bê tông zin này của nó là 57.3 anh em, còn cái trên xe là đã là 58 mà sấy lên cốt 1 và sau đó thì mình sấy nó là cốt 2, cho nên là nó sẽ không có, nó cần phải nhiều thứ lắm đó. Nên là cái đó mình gọi là mình đã lên tới lớn anh em, nên là mình phải canh là cải từ xả nạp, nên là bạn chủ xe nó muốn làm đúng zin thôi, cho nên là mình sẽ cái lồng zin mình lắp vô cho bạn chủ xe đó, không chạy cho nó êm bền không có bị vấn đề gì hết nữa đó. Rồi giờ lấy bộ này gọi là gắp vô thôi anh em, vô đây rồi may vô xe. Thì bạn mới gắp anh em nhìn thấy không, nó gắp vô thì nó sẽ có một độ hở như cái lưỡi vô lam như thế này nè đó. Thì nói chung mà mình kỹ thì mình sẽ kiểm tra lại anh em, nhiều khi cái bộ bạc nó bị nó hai lá bạc nó bị lỗi á thì mình gắp vô nó sẽ giật thở, cho nên là bạc mới đổ về mình nên thử lại nha anh em. Đó đây hai lá bạc nó sẽ có độ hở này không, nhìn bằng mắt anh em thấy nè, đó đây đó có độ hở, nhìn xuyên qua nha. Rồi ok, giờ để mình lắp vô rồi đổ gura cho chủ xe. Rồi anh em ơi, cuối cùng thì con xe báo này cũng xong rồi. Đấy, xe báo chủ hành thợ trước hai lần, giờ hành mình cũng hết hai lần, đáng lẽ là mình xong ngày hôm qua rồi, sáng nay giao xe, nhưng mà cuối cùng là nó bị cái gít xước bắp này anh em, nó bị rộng quá đó em, nên là nó bị kêu nhiều quá, cho nên là mình đã rớt xuống để làm xước bắp lại cho chủ xe đó. Thì hôm nay ngày xử lý xong hết rồi, nó sáng mai vô xe nó mới rửa gáy xong. Nói chung là phục hồi này đúng là lại đúng zin cho chủ xe luôn đó. Nói chung là giờ là thay lại cho chủ xe cái lồng, thay hai cái xước bắp và hai cái gít luôn đó, xử lý lại rồi thay cho bogie đó. Nói chung là con xe này có nhiều thôi mà nó quần anh em. Nói chung là tại vì đây giờ cái xe trong đó thì đang đi cái tay CNC chung vẫn ok đó, còn lồng thay là zin đó. Giờ chủ xe nó không muốn đi 58 nữa anh em, xe nó trái là trái 58 nha, trái SH, nên là xe muốn đúng zin để cho vợ đi, cho nên là mình cũng muốn làm cho anh em đi lâu dài ổn định. Trong chủ xe muốn thì mình làm cho nó ngon lành em, chúng ta anh em ở xa mình cố gắng mình giải quyết ngon lành hết nhất có thể. Rồi đó thì xin mình sẽ kết thúc video clip ở đây nha anh em. Rồi chào tạm biệt anh em nha, bye rồi.